gì vậy? Vâng, xin chào tất cả các đội. Một lần chào hỏi khá là đặc biệt và rất khác với cả các đội khác đúng không ạ? Đội 4 của chúng tôi có một món quà tặng cho tất cả các đội còn lại. Đó là tặng cho mỗi đội 5 phút. Đúng không ạ? Trong chương trình thuyết trình của chúng ta, mỗi đội có 10 phút, chúng tôi chỉ sử dụng có 5 phút và chúng tôi hứa chắc chắn điều đấy. Các bạn có nhìn thấy ở trên bản vẽ của chúng tôi đây không ạ? Đây là tất cả các bàn tay, tất cả của các đội tôi, mỗi người có một bàn tay ở trên này. Và slogan của chúng tôi là chúng tôi làm việc không đôi. Vâng, chúng ta đều biết rằng một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại nên hòn núi cao. Và thành công của buổi offline ngày hôm nay đó là nhờ tinh thần đồng đội của tất cả chúng ta. Và vì thế, hãy cho tất cả chúng ta một tràng pháo tay. Vâng, và đúng như lời hứa, màn thuyết trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Rất nhiều người rất hay. Xin mời anh. Hà Tuấn Anh ạ.